Ngày hôm nay thì tôi sẽ xin mời phần trình bày bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn ạ. Xin mời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Viện Tim Hà Nội, các anh chị quý đồng nghiệp tại các điểm cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn xin trình bày bệnh án ạ. Hành chính, bệnh nhân tuổi 48, giới nam, địa chỉ Lộc Bình, Lạng Sơn, vào viện 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2022, lý do vào viện: tức ngực, khó thở. Bệnh sử: bệnh nhân mệt mỏi, ăn kém, gầy sút 4 kg trên một tháng trong khoảng một tháng nay. 10 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân tức ngực, khó thở tăng dần, mệt mỏi nhiều, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khám. Tiền sử: bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá hơn 10 năm, không có tiền sử mắc các bệnh lý nội khoa trước đây. Tiền sử gia đình có mẹ đẻ bệnh nhân ca buồng trứng di căn vú. Khám bệnh nhân lúc vào, bệnh nhân tỉnh, da sạm, niêm mạc hồng nhạt, không phù, nhiều hạch thượng đòn hai bên, nhiều kích thước di động. Bệnh nhân tức ngực, khó thở nhẹ, nhịp thở 22 lần trên phút, đau mỏi toàn thân, dấu hiệu mạch đảo âm tính, tim nhịp đều T1 T2 rõ, tần số 110 chu kỳ trên phút, phổi hội chứng ba giảm đáy phổi hai bên, bụng trướng nhẹ. Huyết áp 110 trên 6, SpO2 94-95%, khí trời, nhiệt độ không sốt. Lâm sàng sơ bộ đã có siêu âm tim, tràn dịch màng tim số lượng vừa, tràn dịch màng phổi số lượng ít. Bệnh nhân được xử trí ban đầu, thở oxy kính 3 lít trên phút, truyền dịch natri clorid 0,9% 1.000 ml trên ngày. Diễn biến ngày 26 tháng 9, bệnh nhân tỉnh, nằm đầu cao, khó thở, tức ngực nhiều, dấu hiệu mạch đảo dương tính, huyết áp 120 trên 8, mạch 110, tim nhịp đều tần số 110 chu kỳ trên phút, bụng trướng vừa, hội chứng va giảm đáy phổi hai bên. Siêu âm tim sơ bộ tại giường, tràn dịch màng ngoài tim số lượng nhiều, chỗ dày nhất 44 mm, dấu hiệu ép nhĩ phải, ép thất phải trên siêu âm tim. Bệnh nhân được xử trí truyền dịch chọc dẫn lưu màng ngoài tim đường mắc phăng, số lượng 1.000 ml, dịch máu không đông, lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm. Siêu âm tim sơ bộ tại giường kiểm tra sau dẫn lưu, dịch màng ngoài tim số lượng ít, chỗ dày nhất 6,7 mm. Sau dẫn lưu dịch 6 giờ, bệnh nhân sốt 38 độ C, CRP 40. Ngày 27 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, bệnh nhân tỉnh, nằm đầu bằng, mệt mỏi, không sốt, không phù, không đau ngực, không khó thở, tiểu 1.500 ml trên 24 giờ, đại tiện bình thường, mạch đảo âm tính, tim nhịp đều, tần số 90 chu kỳ trên phút, bụng mềm, hội chứng va giảm đáy phổi hai bên. Huyết áp 110 trên 7, ngày 28 trên tháng 9, bệnh nhân dẫn lưu màng ngoài tim ra 400 ml dịch máu không đông, dịch màng phổi phải 200 ml dịch vàng chanh. Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, các chỉ số trong giới hạn bình thường. Xét nghiệm sinh hóa máu, có chức năng thận bình thường, đường máu bình thường, protein giảm 39,8, albumin 19,8. ProBNP 232. Cận sinh hóa máu CRP 40,2. Đông máu PT 42%. Xét nghiệm dịch màng tim, màng phổi, dịch màng tim, phản ứng Levanta dương tính, protein dịch 53,9. Tế bào học, dịch màng tim hướng tới u trung biểu mô ác tính, cell block hình ảnh, khối tế bào hướng tới u trung biểu mô ác tính. Xét nghiệm dịch màng phổi Levanta dương tính, protein dịch 32,1, không thấy tế bào ác tính. Chọc hút tế bào hạch thượng đòn, ung thư biểu mô di căn hạch lympho. Điện tâm đồ hình ảnh, nhịp xoang tần số 113 chu kỳ trên phút, hình ảnh luân phiên điện học. Hình ảnh X quang ngực, hình ảnh diện tim to. Siêu mổ bụng ngày 22 tháng 9, hình ảnh tràn dịch đa màng, dịch cùng đồ 49 mm, dịch màng phổi trái 16 mm, dịch màng phổi phải 39 mm, dày thành túi mật. Siêu âm ngày 26 tháng 9, dịch màng tim 40 mm, dịch màng phổi phải 38, dịch màng phổi trái 37 mm, dịch cùng đồ 101 mm. Ngày 28 tháng 9, dịch màng tim 22 mm, dịch màng phổi phải 60, dịch màng phổi trái 32 mm. Sau dẫn lưu dịch màng tim ngày thứ hai, siêu âm tuyến giáp hình ảnh hai thùy tuyến giáp kích thước cong to như mô đều, bờ viền rõ, không thấy hình ảnh cản âm bất thường. Dọc cỡ ức đòn trũng và hố trên đòn hai bên có nhiều hạch kích thước tăng, kích thước dao động 15 đến 50 mm, không rõ cấu trúc rốn hạch. Siêu âm tim ngày 23 tháng 9,
hình ảnh tràn dịch màng ngoài tim mức độ vừa, thành trước thất phải 21mm, thành sau thất trái có lớp dịch 16mm, dòng chảy qua các van tim bình thường, chức năng tâm thu thất trái trong giới hạn bình thường. Siêu âm dịch ngày 2 tháng 10, trước khi rút dẫn lưu dịch màng ngoài tim, không có dịch màng ngoài tim, màng phổi hai bên. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang, hình ảnh tràn dịch màng tim, màng phổi hai bên, em đã gửi file cho các thầy. Nội soi thực quản dạ dày tái tràng, hình ảnh viêm thực quản trào ngược, viêm dạ dày. Chẩn đoán tràn dịch đa màng, màng tim, màng phổi, màng bụng do ca di căn. Điều trị truyền dịch, truyền albumin, kháng sinh, chống viêm, lợi tiểu, dẫn lưu dịch màng tim, màng phổi. Ý kiến hội chẩn khoa ung bướu, theo dõi ca màng phổi giai đoạn tiến triển, mờ hạch, tràn dịch đa màng, đề nghị bổ sung xét nghiệm CEA, CIFRA 211, AFB, AFP, nội soi tai mũi họng, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, ổ bụng, sọ não có tiêm thuốc cản quang để định hướng nguyên nhân và đánh giá di căn, chuyển tuyến trên khám chẩn đoán, xác định và điều trị theo phác đồ khi bệnh nhân có bảo hiểm. Em xin được hội chẩn các thầy là chẩn đoán và điều trị đã hợp lý chưa? Xin ý kiến các thầy về định hướng tìm u nguyên phát, điều trị tối ưu để hạn chế tái phát tràn dịch ở bệnh nhân này, sử dụng corticoid đã hợp lý chưa ạ? Có nên dùng lợi tiểu với bệnh nhân này không ạ? Em xin hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn các thầy ạ. Cảm ơn rất nhiều phần trình bày của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đây thì chúng tôi xin mời phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội. Xin mời bác sĩ Thủy. Dạ, vâng, kính thưa ban giám đốc, các chuyên gia và các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Chúng ta vừa nghe báo cáo ca lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Đây là bệnh nhân nam 48 tuổi vào viện có vì cái triệu chứng là tức ngực khó thở. Với những cái biểu hiện lâm sàng, bệnh nhân mệt và có gầy sút nhanh, suy kiệt rất là nhiều, có rất nhiều cái ảnh hạch thượng đòn ở hai bên, có tình trạng tràn dịch đa màng với mức độ tăng dần, dấu hiệu suy kiệt rõ. Thì các bạn có đặt ra 4 cái câu hỏi, bạn cho lại cái slide từ đầu ạ. Câu hỏi thứ nhất là về vấn đề chẩn đoán và điều trị của các bạn đã hợp lý hay chưa? Thì cái việc chẩn đoán của các bạn là chẩn đoán là tràn dịch đa màng thì cũng là đúng rồi, vì các bạn cũng có cái kết quả siêu âm tim để mà xác định được có tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi và tràn dịch màng bụng. Tuy nhiên thì chúng ta để có một cái hướng điều trị tốt thì chúng ta cần chẩn đoán chi tiết hơn. Cụ thể là bạn đi lại cái slide đầu về cái triệu chứng chẩn đoán cái siêu âm tim lúc đầu vào. Lúc cái ngày đầu vào thì bệnh nhân hầu như không có nhiều cái triệu chứng về tim mạch, mà chủ yếu bệnh nhân chủ yếu có khó thở và cái dấu hiệu suy kiệt rất là rõ. Lúc này các bạn khám thì không có thấy dấu hiệu mạch đảo và nhịp tim trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên cái tình trạng hô hấp thì bệnh nhân có một cái biểu hiện suy hô hấp rất là, cũng bắt đầu có biểu hiện suy hô hấp rồi. Và trên cái phim chụp X-quang thì ta thấy cái hình ảnh bóng tim to. Trên hình ảnh siêu âm tim lúc này các bạn làm thì thấy có tràn dịch màng tim mức độ vừa. Thì với kinh nghiệm làm siêu âm của chúng tôi ấy, thì khi mà các bạn làm siêu âm tim thì chúng ta đánh giá cái mức độ dịch chi tiết hơn. Các bạn đánh giá tối thiểu là chúng ta phải đánh giá cái khoảng trống siêu âm ở tim ở các cái thành, như là thành trước mặt trước thất phải này, thành trước thành bên thất trái, thành bên thành sau thất trái ở vùng mỏ. Việc đánh giá cụ thể lượng dịch ở xung quanh các thành tim sẽ giúp các bạn phân định mức độ tràn dịch màng tim chính xác hơn, và đồng thời là đánh giá cái tình trạng dịch là nó có tràn dịch là toàn thể hay là tràn dịch khu trú, cũng như là cái lượng dịch ở đấy, cái lượng dịch nó có bị ổ, có bị dịch hóa thành từng cái ổ dịch hay không, vì nó sẽ quyết định cái việc như cái kết quả sau đó, tức là cái quyết định cái việc hướng điều trị cũng như là cái lúc mà chọc hút đó, chúng ta tìm được cái đường vào phù hợp. Có những trường hợp khó là chúng ta sẽ phải tiên lượng được trước để mà chọc hút dịch màng tim dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Thì kể cả cái lần siêu âm sau đó, khi mà các bạn thấy bắt đầu trên lâm sàng bệnh nhân có dấu hiệu ép tim như là khó thở này, có mạch đảo, điện tâm đồ có dấu hiệu luân phiên điện học, thì các bạn làm siêu âm tim cũng cần làm chi tiết hơn ở cái slide sau đó.
các bạn làm cũng phải đánh giá được cái mức độ dịch ở xung quanh thành tim như tôi đã nói ở trên. Từ đó thì cái việc mà chuẩn bị cho cái quá trình điều trị của các bạn sẽ chủ động hơn, tránh những cái tai biến có thể xảy ra khi mà chúng ta chọc hút dịch. Đấy là về cái phần đầu tiên là chẩn đoán, thì các bạn chúng ta cụ thể hóa cái chẩn đoán đó là tràn dịch màng tim ở bệnh nhân này là tràn dịch màng tim đã có ép tim và tràn dịch màng tim nhiều, có tràn dịch màng phổi ở mức độ vừa, tràn dịch màng bụng mức độ vừa, đúng không ạ? Thế còn lại về cái kết quả về nguyên nhân thì ở bệnh nhân này thì cũng rất là rõ rồi. Nguyên nhân các bạn nghi do ung thư là cũng rõ, bởi vì bệnh nhân có vào với tình trạng suy kiệt rất là nhiều và có rất nhiều cái hạch thượng đòn. Trên nền là gia đình cũng có người, cũng có yếu tố gia đình, có người bị ung thư. Thì khi mà các bạn chọc hút dịch màng tim và làm xét nghiệm thì ta thấy đã thấy có những cái tế bào hướng tới ung thư biểu mô ác tính này. Chọc hút hạch thượng đòn đã có kết quả là cho thấy là có ung thư biểu mô hạch lympho. Vì vậy thì cái nguyên nhân hướng tới khả năng là tràn dịch do cái khối u ở đâu đó mà ta hướng nhiều đến cái phổi là chính, cái nghi ngờ nhiều hơn. Vì vậy mà các bạn, tôi nghĩ là các bạn cũng đã định hướng đúng khi mà các bạn định cho bệnh nhân chụp cái CT phổi. Nhưng mà rất tiếc là các bạn chụp lại, ta chụp không tiêm thuốc, thì cái hình ảnh đối với những cái chụp với những cái tổn thương về đánh giá về nhu mô thì chúng ta nên chụp CT có tiêm thuốc, thì chúng ta sẽ đánh giá được cụ thể cái tổn thương nó ở, nếu các bạn muốn tìm được cái khối u nó nguyên phát ở đâu, cũng như là nhìn rõ, nhìn kỹ các tổn thương thì chúng ta sẽ chụp một cái CT lồng ngực có tiêm thuốc. Thì chốc nữa thì sẽ xin nhờ bác sĩ chuyên gia chẩn đoán hình ảnh sẽ đọc cái phim của các bạn theo như yêu cầu. Đó là nói về nguyên nhân. Thì như vậy về chẩn đoán của các bạn thì chúng ta sẽ cần phải cụ thể hơn. Về nguyên nhân thì chúng ta cũng hướng đến là nguyên nhân do ung thư. Thế còn vấn đề là về điều trị của các bạn thì đã đúng chưa? Thì chúng ta đi lại từ cái điều trị ban đầu khi mà bệnh nhân vào và các bạn siêu âm. Cái điều trị ban đầu ạ. Cái ngày đầu tiên, ngày 23, khi mà cái lượng dịch nó chưa nhiều thì các bạn chẩn đoán là tràn dịch màng tim vừa, có tràn dịch màng phổi mà lượng dịch cũng vừa, mà lúc này thì bệnh nhân lại khó thở, SpO2 tụt khoảng 93-94% thôi, mà lượng dịch thì màng tim không nhiều, thì việc truyền dịch là không cần thiết đâu. Lùng truyền dịch thì có, chúng ta chỉ truyền dịch khi mà bệnh nhân có dấu hiệu ép tim để làm nhằm tăng cái lưu lượng trong tim để tim có khả năng là đỡ, chống đỡ lại được cái dịch của màng tim nó ép trong lúc mà ta chờ đợi chọc dịch. Còn khi lượng dịch mà bệnh nhân vừa mà không có chỉ định chọc dịch, chúng ta cũng không cần phải truyền dịch. Lúc này bệnh nhân khó thở thì các bạn, chúng ta cái việc cần thiết là chúng các bạn nên hướng đến là chúng ta chọc tháo bớt dịch màng phổi. Thì lúc này tôi thấy là trên siêu âm dịch màng phổi của các bạn ở bên phổi trái cũng khoảng độ 40 thì bệnh nhân khó thở như vậy, thì các bạn có thể chọc tháo bớt dịch màng phổi thì bệnh nhân sẽ đỡ khó thở được phần nào. Nếu dịch màng phổi ở 40 là các bạn đã có thể chọc hút được rồi, thì cái hướng điều trị của cái ngày đầu tiên là như thế. Sau đó thì các bạn bắt đầu phải đi tìm nguyên nhân. Ba ngày sau là lượng dịch của bệnh nhân đã tăng lên rất là nhanh, rất là nhanh. Và lúc này thì các bạn đã làm đúng khi mà tiến hành chọc hút dịch màng tim, dẫn lưu được ra khá là nhiều dịch, lượng dịch máu không đông, và các bạn đã đi đúng hướng khi làm xác định làm tế bào học và tìm được nguyên nhân cho bệnh nhân. Thế thì cái việc điều trị tiếp theo của cái ngày mà sau khi các bạn chọc hút dịch dẫn lưu đó, thì tôi có một cái băn khoăn là cái ngày đầu tiên bệnh nhân chưa có sốt và CRP cũng chưa có tăng. Thế thì hôm sau khi chọc dịch màng tim thì bệnh nhân cũng có 6 giờ sau bệnh nhân bắt đầu có sốt và CRP có tăng. Thì chúng ta chú ý lưu ý cái vấn đề vô khuẩn trong cái quá trình mà chúng ta chọc hút dịch và tìm cái nguyên nhân khác xem tại sao mà bệnh nhân lại có cái bộ nhiễm, mà để sau đấy chúng ta có, khi mà có bộ nhiễm thì chúng là các bạn phải dùng kháng sinh, dùng khoảng 5 đến 7 ngày xong rồi chúng ta đánh giá lại tình trạng viêm nhiễm. Việc tiếp theo của quá trình điều trị
Thì các bạn ở đây chúng ta các bạn bắt cho đi vào cái slide mà các bạn đang điều trị cái ngày sau ấy ạ. Lúc đầu các bạn có dùng corticoid đúng không ạ? Cái slide của cái hôm đó. Bệnh nhân này thì có hiện tượng suy nhược và albumin giảm. Các bạn truyền albumin thì cũng được, nhưng mà khi nó tôi nhớ là cái albumin cũng chưa dưới 35 đâu. Tình trạng bệnh nhân thì cũng suy kiệt vừa, thì các bạn cũng cân nhắc, bởi vì cái sau khi mà các bạn đã tìm được, mình đang là điều trị về tim mạch là chính, và sau khi các bạn đã tìm được nguyên nhân của bệnh nhân là ung thư, và sau khi mình đã chụp hút dẫn lưu được dịch màng tim, thì việc cần thiết nhất của bệnh nhân này là chúng ta chuyển đúng chuyên khoa u biếu, chuyển lên đúng tuyến để các bác sĩ chuyên môn về ung thư sẽ tìm căn nguyên của bệnh nhân là ung thư từ đâu, hướng điều trị như thế nào, có cần phẫu thuật sau đấy hóa trị hay xạ trị cho bệnh nhân hay không. Thế còn lại những việc điều trị tiếp theo về những cái dinh dưỡng, những cái vấn đề về chống viêm các thứ đó thì họ sẽ làm, có thể điều trị sau. Nhưng cái việc là như các bạn biết, khi mà ung thư mà đã di căn thì cái tiến triển của nó rất là nhanh, và việc mà chúng ta tìm được cái nguyên nhân cũng như là điều trị sớm cho bệnh nhân ngày nào thì sẽ tốt ngày đó. Vì vậy chúng ta cũng không nên giữ bệnh nhân ở lại lâu ở khoa tim mạch làm gì cả, mà chúng ta chuyển sớm sau khi mà đã chọc tháo dịch màng tim cho bệnh nhân. Cái việc điều trị lợi tiểu là ở đây là không cần thiết, bởi vì bệnh nhân nếu mà suy tim mà là tràn dịch màng tim mà do suy tim thì sau đây chúng ta có thể dùng lợi tiểu, bởi vì lợi tiểu thì có thể nó làm giảm tiền giảm nó làm giảm cái quá trình suy tim, thì cũng có thể làm giảm cái lượng dịch nếu như là tràn dịch do suy tim. Còn ở đây ta sẽ xác định là tràn dịch nguyên nhân là do ung thư, và khi các bạn làm xét nghiệm ra thì là làm phản ứng Rivanta thì dương tính và là dịch tiết, thì chúng ta không dùng lợi tiểu trong trường hợp này. Tóm lại của quá trình điều trị này là sau khi chúng ta chọc hút dịch thì các bạn chuyển bệnh nhân đến đúng chuyên khoa u biếu, nếu mà ở tuyến dưới ta trong điều trị được thì ta chuyển lên tuyến trên để tìm ra một cái phác đồ điều trị về ung thư cho chính xác cho bệnh nhân. Cũng như vậy về cái câu hỏi thứ hai của các bạn, các bạn hỏi về cái câu thứ hai đó là sử dụng về định hướng tìm khối u nguyên phát. Với định hướng tìm khối u nguyên phát thì như tôi nói ở phía trên, đó là cũng cần các cái chuyên gia, là các bác sĩ chuyên khoa về ung thư thì sẽ có những cái kinh nghiệm về chuyên môn cũng như là những cái máy móc cần thiết để chiếu chụp cho bệnh nhân. Đầu tiên là họ sẽ làm toàn thể những cái chụp siêu âm, chụp chi tiết ở các nơi, đồng thời chụp mà CT có tiêm thuốc. Nếu mà định khu ở phổi mà tìm được thì người ta sẽ định hướng đến, còn không thì họ có thể làm thêm những cái xét nghiệm hoặc là những cái chụp chiếu chụp như chụp PET khi cần thiết để tìm được cái khối u nguyên phát cũng như đưa ra những cái phác đồ điều trị chính xác cho cái bệnh nhân này, và càng sớm thì sẽ càng tốt ạ. Câu thứ ba các bạn hỏi đó là điều trị tối ưu để hạn chế tái phát tràn dịch, thì sau khi mà chúng ta đã tìm được cái nguyên nhân mà ta định hướng đến là ung thư rồi, thì cái việc điều trị cái nguyên nhân mới chính là gốc rễ của cái việc cái tràn dịch này nó có tái phát hay không. Thế nên tôi mới nói là sau khi mà chúng ta chọc tháo dịch màng tim cho bệnh nhân, đảm bảo được an toàn cho người bệnh, thì chúng ta nên chuyển ngay và chuyển nhanh đến chuyên khoa u biếu, nơi có thể điều trị tốt nhất cho người bệnh, để các đồng nghiệp của chúng ta sẽ định hướng và tìm cái phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh. Thì sau khi mà bệnh nhân được điều trị tối ưu về bệnh căn nguyên thì cái việc hạn chế tái phát tràn dịch sẽ được đảm bảo. Cũng như việc các bạn hỏi là sử dụng corticoid ở bệnh nhân này đã hợp lý hay chưa, thì cái câu hỏi này cũng sẽ là cái việc sử dụng corticoid cũng sẽ là do các bác sĩ ung thư người ta sẽ quyết định dựa vào cái khối u nguyên phát là ở đâu. Bệnh nguyên phát của bệnh nhân là gì, đã di căn đến mức độ nào rồi, và cái việc có cần phẫu thuật hay không, sau đó sẽ là hóa trị hay là xạ trị,
và người ta sẽ sử dụng kháng thể đơn dòng hay đa dòng, thì cái việc đó mới quyết định được là có sử dụng corticoid hay không. Có những trường hợp thì sử dụng được và tốt, có những trường hợp thì sẽ không sử dụng được. Vì vậy câu hỏi này cũng sẽ được bác sĩ về chuyên môn về ung thư sẽ quyết định. Cái câu hỏi là các bạn đã dùng lợi tiểu với bệnh nhân này thì tôi đã trả lời rồi, chúng ta không dùng lợi tiểu ở trên bệnh nhân này. Như vậy là để kết luận đối với cái bệnh nhân mà ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thì tôi xin tóm tắt mấy vấn đề các bạn lưu ý như sau. Thứ nhất là khi làm siêu âm thì các bạn nên chúng ta đánh giá chi tiết hơn cái lượng dịch màng tim và đánh giá lượng dịch ở xung quanh các thành tim, đánh giá mức độ khu trú của dịch là tràn dịch toàn thể hay là tràn dịch có khu trú, để từ đó có cái việc chẩn đoán chính xác chi tiết về mức độ dịch cũng như là tiên lượng được và có cái dự liệu trước khi mà chúng ta chọn cái phương án chọc hút dịch màng tim có sự hướng dẫn của cần thiết có sự hướng dẫn của siêu âm hay không. Việc thứ hai là sau khi chẩn đoán tràn dịch màng tim và có cần phải chọc hút dịch xong thì các bạn chúng ta nên chuyển bệnh nhân sang chuyên khoa u bướu để bệnh nhân được điều trị sớm nhất có thể. Cũng như các cái bước tiếp theo thì cũng do các bác sĩ về chuyên môn người ta sẽ xử trí tiếp. Cái câu hỏi nữa của các bạn đó là liên quan đến cái việc đọc. Hôm nay các bạn lại không có yêu cầu, nhưng cái phim, tuy là cái phim này các bạn chụp không có tiêm thuốc, nhưng có chuyên gia chẩn đoán hình ảnh ở đây thì cũng nhờ bác sĩ Hồng, thạc sĩ Hồng sẽ đọc cái phim chẩn đoán, cái phim CT ngực của các bạn. Xin cảm ơn ạ. Thưa ban giám đốc, kính thưa các đồng nghiệp, thì đối với những bệnh nhân ung thư thì vai trò của chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán để tìm ra các cái u nguyên phát cũng như là đánh giá các cái di căn là khá là lớn. Nhưng mà rất tiếc là khi mà chúng tôi được nhận được cái bệnh nhân hội chẩn của bệnh nhân này thì chỉ làm cái file chụp các bạn chụp ngực không tiêm, và ở cái thời điểm các bạn chụp thì bệnh nhân khó thở, tràn dịch tương đối là nhiều, do vậy mà hình ảnh cũng khá là nhiễu. Nên là trên ở cái kết quả CT ngực không tiêm này cũng không cung cấp được nhiều cái không cung cấp được nhiều thông tin. Trên phim này thì chúng tôi thấy là file thì rất là chúng tôi chỉ nhận được một cái file dày 50m thôi, và cũng nhờ các bạn tái tạo di căn mỏng lại, nhưng mà các bạn bảo là chụp từ ngày 26 tháng 9 cái file gốc nó không còn nên là không di căn được mỏng. Thì trên cái hình thông tiêm này thì chúng tôi thấy là bệnh nhân ở tại thời điểm chụp nó có tràn dịch toàn thể khoang màng cái tim số lượng tương đối là nhiều. Và dịch thì tỷ trọng của dịch cũng tương đối là đồng nhất, tỷ trọng trên 20 HU, tỷ trọng của dạng dịch tiết. Hình nó rất là nhiễu vì là bệnh nhân khó thở quá nên hình nó nhiễu, các hình ảnh nó chồng lớp với nhau, nó rất là khá khó để mà đọc được cái phim này. Chạy chậm từng lát một lên trên thì chúng tôi thấy là ngoài cái việc mà tràn dịch nhiều khoang màng ngoài mí tim thì bệnh nhân có khá nhiều hạch ở trong trung thất. Các cái hạch ở cạnh khí quản, hạch cạnh phế quản và hạch ở cửa sổ phế chủ, trong đó có khối hạch rất là lớn. Kích thước của cái khối hạch này thì khoảng độ trên 3 cm. Xuống thấp xuống tí nữa thì thấy là cái bên màng phổi phải cũng tràn dịch nhiều, màng phổi trái thì lượng dịch ít hơn và hình nó khá nhiễu, cho nên là cạnh cái vùng mà cạnh với xương sườn thì hình ảnh rất là nhiễu. Xuống thấp ở một vài lát cắt ở dưới bụng thì bệnh nhân này cũng có tràn dịch ở màng bụng quanh các cái bao gan, bao lách. Và thế là có các cái hạch bất thường ở cạnh bờ cong nhỏ của dạ dày. Tóm lại trên bệnh nhân này thì chúng tôi cũng chỉ thấy được là bệnh nhân có tràn dịch màng tim số lượng nhiều, nhiều hạch lớn trong trung thất, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng và có hạch bất thường ở trong ổ bụng. Thì trên bệnh nhân này thì chúng tôi cũng kiến nghị các bạn là có chụp lại cái CT ngực có tiêm thuốc, mà trong cái kết quả xét nghiệm dịch của các bạn có hướng đến một cái u trung biểu mô ác tính. Một cái u trung biểu mô ác tính là cái u của các cái màng lót trong cơ thể, thường gặp nhất là cái màng phổi, màng tim hoặc là màng bụng. Do vậy mà các bạn phải chụp lại có tiêm thuốc, tái tạo hình ảnh mỏng để xem lại chi tiết cái màng phổi, chi tiết màng ngoài tim, xem có các lốt khối ngấm thuốc hay không. Sau đó thì sẽ xem lại nhu mô phổi.
Và bệnh nhân này thì chúng tôi đã xem nhu mô phổi trước rồi là không thì có tổn thương nốt khối nào ở trong cái nhu mô phổi này cả. Cửa sổ xương thì cũng không thấy có tổn thương gì căn xương. Sau khi mà có cái hình ảnh chi tiết của cái ngực có kiến thức thì các bạn sẽ lên cân nhắc chụp lại của cái ổ bụng để xem là có tổn thương ở bụng không. Bởi vì cũng có thể là bệnh nhân cái u nguyên phát là cái u của cái phúc mạc ở bụng nó di căn lên trên. Bởi vì là bệnh nhân này có tràn dịch cả màng bụng và có hạch bất thường cả ở cạnh dạ dày nữa. Thì ở viện tim Hà Nội thì chúng tôi có các cái máy CT đa dãy đầu dò 512 slide đối với những cái trường hợp mà ung thư để đánh giá sàng lọc ung thư, hoặc là đối với những cái trường hợp mà đánh giá di căn như này thì chúng tôi trong một lần tiêm thuốc một lần chụp là chúng tôi sẽ chụp được cả ngực cả bụng luôn, vừa hạn chế liều tia vừa hạn chế liều thuốc phản quang cho bệnh nhân, và sẽ cung cấp các cái kết quả báo cáo, kết quả nó sẽ đầy đủ chi tiết hơn. Còn ở đối với bệnh viện các bạn với các cái máy mà cái số cắt dưới 32 dãy như thế này thì các bạn phải thực hiện từng cái chỉ định một. Thì bệnh nhân này các bạn sẽ chụp cái CT ngực có tiêm thuốc trước, sau đó xem lại cụ thể màng tim, màng phổi, nhu mô phổi, và sẽ cân nhắc đến chụp cái bụng để tìm hướng đến cái tổn thương, có tổn thương ở phúc mạc hay không, tổn thương di căn ở các tạng trong bụng hay không. Vâng, chị nói ngày xin hết ý kiến đó. Vâng, xin cảm ơn bác Hồng. Các bạn bên bệnh viện Lạng Sơn có hỏi gì không? Thực ra thì như này, vấn đề thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta có hai cái vấn đề. Một là chúng ta có tràn dịch màng tim mà do ung thư thì chúng ta phải chọc tháo dịch màng tim, giải phóng đi, tại vì nó ép tim cho chúng ta. Sau đó thì gửi ung thư là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ giải quyết thế nào khi mà chuyện mà cái tràn dịch màng tim nó cứ bị tái đi tái lại ở trong trường hợp ung thư đấy. Thì cái tràn dịch màng tim mà khi mà bị ung thư rồi ấy, thì nó sẽ phải quay lại chúng ta. Nếu mà chúng ta mà chọc xong chúng ta để dẫn lưu thì chắc chắn một cái dẫn lưu lâu quá nó cũng sẽ để bị ảnh hưởng. Thành ra đa phần ý, với những trường hợp mà tràn dịch màng tim này mà có ung thư rồi nó sẽ hay tái phát, thì chúng tôi hay làm một cái đường gọi là mở cửa sổ hoặc là nối, hoặc là chúng ta có thể bằng cách là chúng tôi cũng có làm một cái đề tài của cái bạn nội trú ở bên Bạch Mai ấy, nong làm cửa sổ cho chảy xuống cái màng tim ý, xuống bụng bệnh nhân, tại vì chúng ta chọc cái bụng thì đơn giản hơn rất nhiều so với chọc cái màng tim, thì chọc màng tim phức tạp hơn và nguy cơ nó cao hơn, thì chúng ta tận lưu xuống cái ổ bụng thì cũng là cách mà chúng ta làm cho giải quyết cho những trường hợp này. Có lẽ chúng ta chỉ dùng những cái thuốc mà gọi là corticoid hay là những cái thuốc mà để tránh tái phát khi mà chúng ta những cái trường hợp mà viêm nhiễm mà chúng ta do virus chẳng hạn, thì chúng ta nghi ngờ là cái đấy có thể làm dày dính màng tim cho chúng ta, tránh thì chúng ta mới sử dụng thôi. Còn đa phần những cái chuyện mà tràn dịch màng tim do những ung thư ấy, thì chúng ta chỉ là nhiệm vụ của chúng ta chỉ là mở ra và dẫn lưu sao cho nó chúng ta không bị tái phát lại như vậy thôi. Các bạn có hỏi gì thêm cái bệnh nhân này không ạ? Xin cảm ơn các thầy ạ. Chúng em hoàn toàn nhất trí với sự tư vấn của các thầy. Chúng em sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi bệnh nhân sẵn sàng có bảo hiểm y tế ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng. Xin cảm ơn bệnh viện Lạng Sơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến đầu gọc.